Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị quận Cái Răng và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng, đơn vị phường Hưng Phú đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với trên 100 bà con cử tri hai phường Hưng Phú và Hưng Thạnh sau kỳ họp cuối năm 2022. Tại đây, cử tri hai phường có nhiều ý kiến liên quan đến việc lắp đặt đồng hồ, điện nước, công tác đặt tên đường giao thông khu đô thị, việc đầu tư làm lộ giao thông kênh 26 tháng 3, đường dẫn cầu Cần Thơ thuộc địa phận phường Hưng Phú, công tác hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, việc bồi hoàn giải tỏa của một số dự án trên địa bàn, việc nuôi bò thả lan của một số hộ dân cần có biện pháp xử lý, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dân cư khu vực 8 phường Hưng Phú còn chậm trễ, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Trên cơ sở những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đơn vị liên quan quận đã giải trình làm rõ thêm các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp và kiến nghị đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.